Đó là cái cầu này nó cũng là bắt rất lâu rồi, khoảng 18 năm. Cầu thì bắt bằng cầu khỉ nhưng mà đi thì nó trơn trợt rồi. Buộc cha mẹ phải đưa dắt cái học sinh, dắt em bé đi, đưa tới đưa lui vậy đó, đón rước. Hôm qua mấy đứa lớn thì còn đi được được, còn mấy đứa nhỏ thì phải dắt, phải dẫn đưa qua cầu, phải có người đón. Cũng thường xảy ra những cái tai nạn cũng như là văng xe, hoặc là người đi bất cẩn thì té bị cầu khỉ là nó rất khó đi, nó bị trơn trợt, nhất là những lúc trời mưa gió thì qua lại nó rất khó. Những cái niềm mơ ước của người dân á, thì mong muốn là có được một cây cầu để là vững chắc, để đi qua lại, để là giao thông, rồi là mua bán, hay là ấy là em bé đi học hành đó, thì cho nó an tâm cái người lớn ở nhà. Để tiếp sức hành trình đến trường của trẻ em, hãy cùng Grab chung tay xây cầu đến lớp. Mở ứng dụng Grab vào mục Grab Rewards và chọn mức đóng góp. Đổi điểm, phần đóng góp của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã cùng chung tay.